Thấy cô gái mặc váy ngắn đứng trước mặt mình, ông chú có hành động khiến dân tình đồng loạt để lại bình luận: không phải người già nào cũng đáng kính. Mới đây, một đoạn clip mặc dù chưa rõ địa điểm quay lại là ở đâu, thế nhưng đã khiến cộng đồng mạng cảm thấy ngán ngẩm trước hành vi của một ông chú lớn tuổi. Theo video mà camera trích xuất quay lại cho thấy, lúc này một nữ nhân viên mặc chiếc váy ngắn đang đứng ở gần phía trước một ông chú trong cửa hàng. Thấy trên váy cô gái có vài cọng chỉ thừa rủ xuống phía dưới, người này đã lặng lẽ cầm chiếc bật lửa trên tay rồi đốt nó đi, để mặt lửa đã bắt đầu bén vào tận phía bên trong. Mặc dù tận mắt chứng kiến, thế nhưng ông chú vẫn lẳng lặng theo dõi mà không hề có bất cứ một phản ứng nào, cũng chẳng lên tiếng để cô gái dập tắt đám cháy đi. Mãi cho đến lúc lửa quá nóng, nữ nhân viên mới tá hỏa phát giác sự việc rồi chạy vào trong nhờ đồng nghiệp dập tắt. Hành động của ông chú sau khi đăng tải đã làm dân tình vô cùng bức xúc. Một vài người cho rằng ông chú không có ý xấu, chẳng qua thấy cọng chỉ thừa nên lỡ tay đốt nó, không ngờ hậu quả xảy ra như trên. Tuy nhiên điều này là không đúng, bởi người đàn ông này tận mắt chứng kiến lửa đã bén vào chiếc váy, nhưng vẫn làm ngơ không lên tiếng và giúp đỡ. Chưa kể việc tự ý đụng chạm vào chiếc váy của cô gái là điều không ai cho phép. Một người còn để lại bình luận: đúng là không phải người già nào cũng đáng kính, mình mà là cô gái đó thì lớn chuyện cho mà xem. Chơi khôn hết phần thiên hạ, lỡ con gái người ta có mệnh hệ gì thì không biết nói sao luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.